37 Hòa Thượng giảng vào tháng 3 năm 1983, Bát Nhã Tâm Kinh nói, khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành chiếu sâu vào năm Uẩn, Ngài thấy năm Uẩn đều là không, nên vượt qua được tất cả khổ nạn một khi người vượt qua được năm uẩn thì người ấy chỉ nhận ra được tánh không của vạn pháp anh ta chắc chắn là chưa chấm dứt được sanh tử và chứng được quả vị gì cả anh ta vẫn còn trên lộ trình công phu chưa đến được bờ bên kia đáo bỉ ngạn thế nên không thể nói hành giả đã chấm dứt được hẳn sự sanh diệt anh ta chỉ mới nhận rõ được tánh không đó mới chỉ là một phần nhỏ đến đây hành giả không còn cảm thấy khổ hay vui nữa nếu hành giả dừng trụ hẳn ở đây thì sẽ bị rơi vào tà kiến ngoại đạo nếu hành giả tiếp tục tinh tấn công phu việc khai ngộ sẽ đến và cũng có thể bị chướng ngại nhưng hành giả phải hết sức tinh tấn mới được như vậy cho nên trong công phu bất luận quý vị đạt đến trình độ nào đi nữa nếu mình tự hài lòng với chút ít và thấy mình đủ rồi thì quý vị tự hại mình và sẽ bị rơi ngay giữa đường khi quý vị hiểu rõ điều này quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong công phu tu tập của mình